Chào mừng các bạn trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và khám phá một sản phẩm camera an ninh có chất lượng khá tốt, độ hoàn thiện tương đối ổn, đi kèm với rất nhiều chức năng hay và đặc biệt với một mức giá thật sự là rất bất ngờ. Ok, đây là hộp sản phẩm. Bạn thấy độ hoàn thiện của hộp cũng rất tốt, bao bì in cũng rất nét. Ở thời điểm hiện tại sản phẩm này đang rất hot. Ở đây chúng ta sẽ có QR code để cài đặt phần mềm, nó có thể chạy trên Android và cả iOS. Chúng ta sẽ có thể gắn lên tường, lên bàn. Ok, Intelligent Camera On-Fit HD có chức năng Wi-Fi và đàm thoại hai chiều. Ở đây chúng ta sẽ có một số thông tin như là nó có thể kết nối Wi-Fi nè và cả kết nối bằng dây đến ADSL modem. Chúng ta có thể sử dụng máy tính hoặc là điện thoại di động qua Wi-Fi hoặc là 3G để điều khiển. Sản phẩm này có hai model với hai độ phân giải khác nhau, đó là HD720 và Full HD 1080. Đây chúng ta có sách hướng dẫn. Hướng dẫn bằng tiếng Trung và cả tiếng Anh. Tiếp theo chúng ta có sản phẩm đây. Cái phần đế thì nó khá là mỏng, bập bẹp, không đẹp lắm. Tuy nhiên cái sản phẩm thì cảm giác cầm nắm rất tốt các bạn, rất đầm và nặng tay. Chất liệu nhựa nó sẽ không thể nào đạt được cái mức cao cấp được do đây là sản phẩm giá quá rẻ. Tuy nhiên thì mình thấy cái độ hoàn thiện cũng khá tốt, những cái mép tiếp xúc cũng khá đều, khớp nối cũng tương đối ổn. Ok, chúng ta có cả ba anten luôn, nhìn rất là hoành tráng. Ở phía sau chúng ta có loa, phía trước chúng ta có micro dùng để phục vụ đàm thoại. Với cái cấu tạo như thế này cho phép camera có thể quay được 360 độ. Ở phía trước thì chúng ta có tổng cộng là 10 đèn hồng ngoại, hứa hẹn cái khả năng nhìn ban đêm rất tốt. Specification của sản phẩm cũng cho thấy lens của camera này sử dụng là thủy tinh chứ không phải là plastic. Hy vọng là chất lượng nó sẽ tốt giống như là specification. Ok, phía sau thì chúng ta sẽ có khay cắm thẻ nhớ microSD cấp nguồn 5V và cả kết nối cáp. Nếu mà chúng ta không muốn sử dụng anten Wi-Fi thì chúng ta cũng có thể kết nối trực tiếp với modem cho khả năng ổn định cao hơn nếu mà cái sóng Wi-Fi không tốt. Ở phía sau thì chúng ta có nút reset. Khôi phục thành công. Và phía dưới cùng đây chúng ta sẽ có adapter output 5V DC 5V một chiều 2000mAh. Adapter này độ hoàn thiện cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Và đây chúng ta có mouse để kết nối, hoàn thiện không được tốt cho lắm. Tuy nhiên thì nó cũng có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nó. Phía dưới thì chúng ta có ốc để vặn với đế. Bên đây thì chúng ta sẽ bắt vào tường. Chúng ta cũng được tặng kèm 2-3 ke vít bắt tường. Ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho camera. Lập tức camera sẽ chuyển động xoay hướng. Rất là bất ngờ, bạn biết mặc định cái sản phẩm này nói tiếng Việt luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ scan QR code để cài app. Đối với iPhone thì chúng ta có thể scan trực tiếp bằng camera của điện thoại. Đối với điện thoại Android thì các bạn có thể dùng những ứng dụng scan QR hoặc các bạn có thể dùng thẳng Zalo để scan. Zalo thì nó sẽ nằm ở đây. Ok, thì nó vẫn đọc được QR nè. Chúng ta sẽ nhấn OK. Nó sẽ dẫn chúng ta vào App Store. Đây, còn nếu mình dùng camera, đây sẽ nhìn thấy hai QR nè. Mình sẽ che bớt QR của điện thoại Android do mình sử dụng iOS. Đây, nó đã nhìn thấy link nè. Mình sẽ nhấn vào. Hoặc các bạn có thể tìm kiếm app UC. Bây giờ mình sẽ nhấn Add. Nó sẽ có bốn chọn lựa chúng ta. Chúng ta sẽ dùng QR Code Network, tức là ta sẽ scan. Bây giờ nó yêu cầu chúng ta nè mở vị trí. Đối với ứng dụng này thì nó yêu cầu chúng ta phải cấp quyền vị trí luôn nha. Ở đây có lưu ý nè, mạng 5GHz thì không được hỗ trợ. Bây giờ mình nhấn vào mật khẩu của mạng Wi-Fi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa QR code này trước camera ở khoảng cách 10 đến 20cm. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chọn Fast Network. Chúng ta sẽ gõ vào mật khẩu Wi-Fi, chọn Next. Bây giờ chúng ta sẽ thấy có thêm một mạng Wi-Fi mới nè, chúng ta sẽ kết nối vào. Tiếp theo bây giờ nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó sẽ chuyển mật khẩu của mạng Wi-Fi chúng ta sang camera.
Chúng ta sẽ next. Ok, bắt đầu đang cài đặt nha các bạn. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Thiết bị đã tải lên. Rất là hay, mặc định dùng tiếng Việt luôn. Bây giờ nó đang kết nối với mạng internet. Nó báo chúng ta là sẽ mất khoảng 1 đến 2 phút. Vui lòng chờ. Thành công. Bây giờ cho phép chúng ta đặt tên này. Mình có thể đặt là phòng khách đi, hoặc là cũng thể sử dụng xin cái tên sẵn có đây. Bây giờ mình sẽ confirm to check. Thành công. Bây giờ mình sẽ có hai chọn lựa là check my device hoặc là chia sẻ camera này đến người khác. Tính năng này rất là hay, giúp cho những thành viên trong gia đình chúng ta cùng có thể truy xuất vào camera này. Mình sẽ chọn thử check my device trước nha. Bây giờ nó yêu cầu mình cấp quyền macro. Ok, camera đang hoạt động các bạn. Chất lượng rất tốt các bạn, tuy chỉ ở 720p nhưng mà chất lượng rất tốt. Bây giờ mình có thể vuốt lên nè. Thật sự thì tốc độ phản hồi rất nhanh. Đúng là sản phẩm này đang rất hot ở thị trường cũng có lý do, bởi vì sản phẩm với mức giá quá rẻ nhưng mà chất lượng hình ảnh rất tốt và cái khả năng phản hồi hoạt động của camera cũng rất tốt, cái độ trễ rất thấp các bạn. Thật sự thì mình đã từng sử dụng qua sản phẩm của Xiaomi và thấy sản phẩm này nó còn có khả năng phản hồi tốt hơn Xiaomi. Về cái độ bền thì phải có thời gian chúng ta mới biết được, nhưng mà về cái trải nghiệm hiện tại thì mình thấy là rất tốt. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng tính năng đàm thoại hai chiều nha. Sẽ nhấn vào biểu tượng micro đây. Alo 124. Alo 124. Alo 1234. Alo 1234. Bạn thấy cái độ trễ rất thấp các bạn. Rất là hay. Đây có biểu tượng loa nè, cho phép chúng ta ghi lại âm thanh của môi trường ngoài. Alo 1234. Alo 1234. Độ trễ rất thấp các bạn. Chúng ta sẽ nhấn vào đây để bắt đầu ghi hình nè. Chúng ta cũng có thể nhấn nút này để nó sẽ chụp hình lại. Chất lượng hình ảnh cũng rất cao. Ở đây thì chúng ta sẽ có tin nhắn, hình ảnh và mi ở đây. Sẽ có một số cài đặt như là có thông báo hay không. Sound will turn off automatically when monitor setting. Chúng ta sẽ vào cài đặt. Sẽ có một số cài đặt như sau. Gồm có time setting, cài đặt giờ, picture and sound, reverse image, hình ảnh xoay ngược, volume âm lượng, picture quality, chất lượng hình ảnh, video format theo hệ màu ban hoặc NTSC. Chúng ta có record setting. Bây giờ mình sẽ thử gắn thẻ nhớ vào để có thể mở được chức năng record. Ở đây nhận thẻ nhớ nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 chế độ record, manual record. Lúc này chúng ta chọn ghi thì nó mới bắt đầu ghi. Alarm record, khi có báo động nó mới bắt đầu ghi hình. Thời gian ghi sẽ là 2-3 phút. Schedule record, nó sẽ ghi hình theo cái lịch hẹn giờ của chúng ta. Mình sẽ chọn thử alarm record nha. Quan trọng alarm type nè, khi có phát hiện chuyển động thì nó sẽ bắt đầu ghi hình. Và cái độ nhạy của motion detection nó sẽ nằm ở đây. External sensor, nó sẽ sử dụng thêm cảm biến để phát hiện chuyển động. Alarm mode, nó sẽ báo thông báo và chu kỳ gửi thông báo là bao nhiêu lâu đến app này. Và có cả gửi mail báo chúng ta biết luôn. Mình sẽ tự chọn nha. Chúng ta có thể nhập địa chỉ email vào đây. Nó sẽ email cho chúng ta khi mà có phát hiện chuyển động nữa. Email để báo thông báo chúng ta. Và có thông báo beep nữa nè. Mình sẽ chọn thử 1 phút nha. Add sensor. Với cái app này thì nó sẽ cho phép chúng ta thêm những cái cảm biến. Chẳng hạn như là common sensor, cảm biến cửa, remote, cảm biến gas, cảm biến báo cháy. Nó sẽ kết nối thêm với những cảm biến khác. Phát hiện những cái cảm biến khác hoạt động thì nó sẽ đồng thời ghi hình luôn. Rất là hay. Network setting thì chúng ta sẽ có chọn dây hoặc là không dây. Wi-Fi list ở dưới, chúng ta sẽ có network setting. Cập nhật firmware. Và phía dưới cùng là unpin device, ngắt kết nối với điện thoại này. Tốc độ kết nối cũng rất nhanh các bạn. Bây giờ mình sẽ thử tắt đèn để xem cái khả năng quan sát trong đêm của nó như thế nào nha. Cái khả năng quan sát trong đêm cũng khá tốt. Tuy nhiên bạn sẽ thấy nó chỉ sáng ở giữa thôi. Còn xung quanh thì nó cũng hơi tối, do cường độ của cái đèn hồng ngoại này cũng không có cao lắm. Mình sẽ nhấn vào playback. Ở đây chúng ta thấy được những khung giờ nó phát hiện thấy chuyển động và nó bắt đầu ghi hình nè.
thể hiện theo timeline thời gian cũng khá hay. Và cái độ phản hồi mình thấy rất tốt, khá là kinh ngạc. Thì chúng ta sẽ nhấn vào on guard thì nó sẽ bắt đầu hoạt động chức năng báo động nè. Rất là hay các bạn. Khi phát hiện chuyển động thì lập tức nó sẽ báo động và báo đến điện thoại chúng ta. Nếu có cài đặt email thì nó cũng sẽ gửi email để báo động cho chúng ta. Sản phẩm giá quá rẻ nhưng mà thật sự có rất nhiều tính năng hay. Chúng ta sẽ có thể vào playback nè. Nó sẽ ghi lại những khoảng thời gian phát hiện chuyển động. Và phần message nè, những cái đoạn motion detect đó phát hiện chuyển động. Ok, bây giờ mình sẽ thử tính năng chia sẻ với máy khác. Nhấn vào share, account sharing. Chúng ta sẽ nhập ID cái tài khoản UC hoặc là số điện thoại. Thì bên đây mình sẽ tạo một tài khoản mới đi. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ camera này từ điện thoại iPhone cho điện thoại Samsung bên đây. Mình sẽ nhấn vào share. Thì chúng ta sẽ có hai cách share đó, chúng ta sẽ share bằng QR code hoặc là share bằng tài khoản Zoom UC để confirm. Bây giờ mình sẽ gõ vào số điện thoại để chọn quốc gia là Việt Nam nè. Mình sẽ nhập vào số điện thoại. Xác nhận. Confirm share. Bây giờ thì lập tức mình thấy điện thoại bên đây nó đã nhận được thông báo mời chia sẻ, nhấn accept. Confirm. Chia sẻ thành công. Và bây giờ bạn thấy nè, điện thoại Samsung đã cũng có thể truy cập vào camera. Cả hai điện thoại có thể truy cập cùng lúc vào camera. Rất hay các bạn. Mình sẽ thử chia sẻ bằng cách sử dụng QR code. Bây giờ mình sẽ nhấn vào đây. Mình sẽ chọn vào QR. Mình sẽ scan. Nó đã nhận thành công. Mình sẽ nhấn vào Go to Connect. Check my device. Thì lập tức nó cũng có thể kết nối được với camera. Thật sự thì sản phẩm quá rẻ như thế này, các bạn thấy rất nhiều tính năng hay và hữu dụng. Về độ bền thì có lẽ sau thời gian sử dụng chúng ta sẽ mới có được câu trả lời. Thì đây bạn thấy nè, chúng ta có 720, sẽ có một bản cao cấp hơn, đó là 1080 cho chất lượng hình ảnh cao hơn. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nếu thấy clip kết, các bạn đừng quên like để ủng hộ tinh thần, share bè và có thể subscribe channel của mình theo dõi tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.